Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì ngày hôm nay thì mình ngày 5 tháng 1 2022, mình giới thiệu với các bạn một số cái phô mai cát của vùng Bình Thuận ha, mới về các bạn ha. Đầu tiên đó là một cái phôi dáng cực đế nở các bạn ha, đế nở rễ thì thôi bú xua không, rễ quá trời rễ luôn, rễ lắc lượng khá đẹp. Cây này khá là ok nha các bạn nha, rễ sống lương luôn, rất là đẹp, cây rất là ok, hoành 49 và chiều cao là 1m1 các bạn nha, dáng trực, cây rất là đẹp, dáng trực rất là đẹp luôn, hoành 49 và chiều cao là 1m1, rễ trải đều hết nha, rễ trải đều tứ diện luôn, cây này quá đẹp luôn, quá là đẹp. Phôi này thì ngày hôm nay giao lưu các bạn với giá là 1.400.000, đã bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha, 1.400.000 cho phôi hoành 49 và chiều cao là 1m1. Bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Rồi đến với cái phôi số 2 các bạn, mã CA2 hoành 70, cái phôi này rất là to ha, nu bú các bạn, nu bú rễ thì thôi cũng quá chừng rễ luôn. Cây này chúng ta chơi ở thế hai hai cái thế được ha, thế bài cũng được mà đặt trưng trực cũng đẹp. Hai cái mặt rễ, hai cái mặt cây này rất là đẹp luôn, nói chung là mặt trước mặt sau đều rất là đẹp. Mặt trước thì mình để phần nu bú nó lộ rồi ha, thì cây nó sẽ rất là khéo. Đế rễ quá đẹp. Hoành 70 và chiều cao 50 ha bạn ha. Hàng lùng lực nha các bạn nha. Hàng lùng lực. Đó. Bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1 triệu 900 nghìn, đã bao gồm phí vận chuyển nha. Bạn nào thích thì mình liên hệ ha. 1 triệu 900 nghìn các bạn nha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Hoành 70 chiều cao 50. Rồi tiếp theo là đến với cái mã CA3. Hoành của nó là hoành cũ của nó là 63, hoành cũ 63. Và chiều cao là 84. Hoành cũ nu bú nhìn rất là đẹp. U rất là đẹp ha. U bú. Một cốt. Một thân chính là hai cái thân phụ. Các bạn thích để cho nó có cái cục bú, nó cái như là cái lục bình vậy các bạn, thì mình cắt hai cái chốt hai bên, gom gom hai cái chốt hai bên lại ha, thì cây này sẽ rất là đẹp luôn. Phôi này thì cũng giao lưu các bạn với giá là 1.800.000 ha bạn ha, 1.800.000 cho mã CA3 hoành 63 và chiều cao là 84, cây rất đẹp. Rồi mình đến với cái mã CA4 các bạn ha, mã CA4, mã áp chót, một cái phôi mai cát hoành 61, rễ thì cũng khá là đều, rễ khá nhiều nha, có u u nần ha bạn ha, u nần nha. Cây khá, nhìn khá rễ rất là khá luôn. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1.400.000 các bạn ha, 1.400.000 giá bao gồm phí vận chuyển, hoành 61 và chiều cao là 55. Cây này mình chơi thế tiều phù quải tử được ha bạn ha. Cây cha cổng cây con tiện phụ hoại tử, nhìn cây rất là to nha, hoành 61, hoành 61 và chiều cao là 5, chiều cao là nó 55. Rồi tiếp theo là một cái phôi cuối cùng, phôi CA5 hoành của nó là 52 nha,
hoành 52 và chiều cao là 80, cây trực một cốt. À, cây trực một cốt. Cây này thì rễ nó hơi thưa một tí. Cây nó hơi thưa rễ ha. Mà thân nó rất là đẹp các bạn nha. Thân một cốt rất là đẹp. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Cây nó có ba cái rễ lớn ở bên trên. Cũng đều ha. Ba chân cũng đều. Một cốt hoành 52, chiều cao là 80. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 900 nghìn, nhắc lại 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn.